con vừa hảo sợ. Nhiệm vụ cao cả em đâu có lấy tiền đồng tiền của vậy mà. Thôi thôi thôi, anh chỉ được nhìn một cái tiền hàng thôi. Anh được trả tiền hụt, anh được gói có tiền lười em cần. Ok, ý kiến với ông. Thì là này không vậy, làm là phải cần lượng. Không vậy em đâu có đâu anh. Vô để quay. Làm phải cần lượng nhưng nó phải lượng một cái. Đây, bao anh ở tối ngủ chủ. Giá này. Chắc không. Nhà không mất, ăn không. Sướng hết rồi. Cái giường ngõ kia để cho khách đi đi. Mặt đỡ miếng mua chưa? Đỡ á, vậy em bôi cái đây thôi, cái chén kia bỏ rồi, từ dễ rồi đó. Em bôi cái hộp được mà. Dạ, em bôi cái đen thôi. Khách này là khách 4-5 năm rồi nè. Em ơi. Đằng 6 năm á chứ. 6 năm rồi mới đi làm. Bên Phan Vũ Trinh lận mà. Thì 6 năm. Em cũng theo suốt đời. Thế già đừng gặp chị nè. Không biết hắn đâu rồi. Cơ địa. Trong làm cái này là kiêng ghê lắm đó nghe. Không kiêng là bị cực lắm đó, nó thiệt đó. Bị nhiễm trùng là mệt lắm đó. Cũng khi nghiêng mới thấy được. Chứ mà lỡ nhà em gọi vô, em vô không thôi. Về à?
Chị hơn 16-17 tuổi, tự dùng tiền, tự đi một mình, xong đi xong về đó. Ghê không? Chị làm là gọi là mẹ chị làm kệ, mẹ em làm chị đó làm là chị hồi nhỏ là cũng thuộc dạng ly đó. Đi rồi về không lo gì cả. Chị đi đâu không ai sợ hết trơn á, không ai lo hết trơn luôn. Chỉ có đi lừa họ thôi, khó ai lừa mình nó kìa. Thế là ít ai lo lắm. Như em gái chị với lại là chị của chị đi là lo. Tại vì hai người dễ tin người quá kìa. Chị á, cái mặt chị đó, đó nhiều khi chị tinh tinh nữa đó, trước mặt thì tinh nữa đó, nhưng cũng đề phòng ghê lắm. Họ tưởng mình tinh họ kìa, thật ra mình đâu tinh đâu, nên là họ đừng tinh chị nghe. Em sẽ để thử vỡ mộng một lần trên trang. Trở tay không kịp với hàng ngày. Mà em biết vì sao không? Vì em không có cái chị để chị lừa hết. Có. Thôi. Huệ lừa thôi. Hà lừa Huệ thôi. Nó phải kêu là Huệ lừa nó mình làm câu rồi, tại vì như thấy sai rồi. Lừa sướng được chi nữa. Về lấy tao về rồi mới lòi ra chị ta là người chưa lòi luôn. Vì là mình em giữ thế lắm. Chết nét đứng tính xí. Thôi. Bà là bà cũng mít ướt lắm, cũng mái lắm chứ. Nhìn thế thôi chứ bên ngoài nó phát bên trong mạnh mẽ lắm chị. Thôi ta thấy ngồi trong diện trước. Cho em lại bên chừng. Mẹ chưa thấy em khóc luôn mẹ. Nè, mẹ được rồi. Hay là thay nhiều quá rồi. Anh, mấy lần rồi anh. Em khóc ở lâu mới cho biết em biết là. Dạ, anh đào. Em đếm được kìa, hệ nó đếm hết kìa. Không, em khóc là có thể cảm nhận được nhưng mà em sẽ không bao giờ cho nhìn thấy. Không bao giờ nhìn thấy mắt em, mắt em. Thấy nước mắt còn được, không nhận được thấy nước mắt em. Quỳ sát trên khô rồi. Còn lâu mới thấy, thì chưa thấy không? Thì chỉ thấy thức thiết thôi. Nhưng mà nói chung là biết là khóc đó. Chưa biết là nhưng mà chưa bao giờ được nhìn cái mặt em nước mắt. Thôi. Có mặt sưng bầm đen thôi chứ đâu có khóc đâu. Thấy thấy đúng thấy anh nhét lại, anh chui vào đầu gối vào chân mà mẹ luôn đó. Cái bữa trời mưa là đây. Khá đi em, khá đi ngày bữa nào chị nhiều chuyện đi. Mưa mình chịu khóc. Trời mưa là bà khóc, ấy là bà kêu là nước mưa đó kìa, ấy là đó. Vừa nãy anh định lại điện thoại quay lại á. Vừa mô ta. Vừa đi lấy hộp kìa. Đi hộp hả? Lấy hộp. Lấy đây nè. Buồn mình đi, em tức em chửi anh thôi chứ em không có khóc. Em tức thôi. Khóc chưa? Chửi họ mà khóc là cái người bị chửi họ không khóc thôi chứ. Đúng rồi. Tình lời điện thoại quay lại đi coi. Thôi đi, bữa em không có rớt con giọt không khóc đâu nữa. Đi lấy hộ mà khóc rồi. Ý là bữa trước khi chị đi chơi rồi anh dạy ông là đi lấy hàng sớm rồi về vừa bão đồ rồi ướt hết đồ á. Xong bây giờ chị đi chặt cả hơn tiếng nữa rồi ngồi một về thấy cái xe còn nằm y đâu nhà là rất chị tức chứ đến nhà chị là mau đi nấu lên này chửi chị đến nhà chửi lên đầu ba luôn lúc đó nhà hoa hả đó mấy đứa như mấy giờ chửi đầu lòng á à chuẩn bị nhà chị lên cả nhà mà sao mà lúc anh hồi đang ngủ hả không đang ở bên nhà thế là ông thấy trời vừa mà mình lấy á trong khi đó là mình sợ là chiều là mưa to hơn nữa. Chị biết đâu không? Cái giấy hộp đó chị biết là cái người nữ người của quê chị vô là không có bọc áo ni lông. Rồi còn miếng tổng của chị Dung nữa, sợ để trên người bão người ta. Để họ để trong nhà chứ sợ gì? Ý là họ đóng cửa, họ đóng
ông cưa để trong nhà chứ. Sợ để lâu quá. Bào thì hại ngay là cùng. Nó đi chạy nhà. Nhà đang lo xa lắm. Kinh nghiệm chiến trường. Mà chưa vô tới giường đúng không? Vô 2 phần 3 nhà rồi chị. Nói chung là tủ lạnh này, tủ quần áo này, rồi cái bàn, rồi cái gương đồ là ướt hết rồi. Mày không mưa này. Mấy thằng hàng đó sao? Hả? Mấy hộp hàng bồn chỉ để ngay cửa được sao ướt luôn hả? Ướt một lớp dưới thôi. Bà kêu đó mà trong đầu bảo là tối nó kêu mai bà áo cho em ngủ trễ vậy nghe em dậy vậy không đã. Mai sớm một cố mà đi luôn á, tự nhiên dậy thấy nước sáng, sẵn đồ đến xong hết chưa luôn. Ủa mày điền đấy trong nhà mày ăn thi, mày chưa ngập điện điền. Ủa điện là mày chỗ mưa vô luôn, sẵn. Nó không giật hai đứa nằm treo queo đó, cái chiếc bờ luôn mày. Thì cái chứ. Mà ghế mà, cái nào ghế. Cũng may để cho ngủ cắm mà nước mà nhiều chứ. Không mà mưa gió là điện đài rồi phải nói chung là nó là mình phải tỉnh đi mình có nghĩ đến vấn đề mình luôn đó chị vì nghĩ là rất là kín rồi mình đóng cửa rất kín rồi tự nhiên đùng 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 người ta có tắt không kín ờ người ta có tắt lâu ngày mình không có dọn dẹp bụi bẩn gì á hết trơn ta thế là được rồi mấy phút thôi ba cũng được đang cái rau lên chưa hề? Lên rồi. Có quần cá à? Không, thích coi. Đây là có quần cá đó mà. Có, nhưng mà không có, không, không. Nhưng mà anh khỏe vẫn để là ở ngoài là nhổ rau hay là nặng cũng vậy? Nhổ rau chứ. Nhưng mà bữa cái của ông chế á, góp lòng mà để đặn, hôm nay hơi muộn. Vô ông lừa, vô ông lừa, họ chửi làm rau. Thank you.
chỗ lỗ mũi có hơi hậu có chị? Lỗ mũi em có nổi hơi hậu, hơi hậu chứ hẹn ra được. Tiền đưa em chạy luôn em ạ.